tất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua luôn được chúng tôi cập nhật để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Tại cuộc họp báo do Bộ Công an tổ chức sáng ngày 26 tháng 3, Đại tá Phan Thành Bá, phó cục trưởng Cục An ninh điều tra Bộ Công an đã thông tin thêm về tiến độ điều tra vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Bộ Công thương. Theo đại tá Bá, đây là vụ án rất phức tạp, xảy ra trên phạm vi rộng và diễn ra trong thời gian dài liên quan nhiều bộ ngành địa phương và các doanh nghiệp. Đến nay cơ quan điều tra đã khởi tố 8 bị can về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Theo lãnh đạo Cục A09, kết quả điều tra bước đầu xác định các bị can đã có sai phạm trong tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về diện đối tượng và điều kiện thừa hưởng chính sách giá điện ưu đãi, trái nghị quyết, chỉ đạo của Chính phủ. Đại tá Bá cho biết thêm, các bị can cũng có sai phạm trong việc thẩm định, cấp giấy phép hoạt động điện lực và công nhận ngày vận hành thương mại cho một số dự án điện mặt trời trái quy định pháp luật, gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Lãnh đạo Cục A09 cho hay, vụ án này đã được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực đưa vào diện theo dõi chỉ đạo. Liên quan đến vụ án này, ngày 2 tháng 1 năm 2024, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can bắt tạm giam đối với cựu Thứ trưởng Bộ Công thương Hoàng Quốc Vượng về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại Điều 356 Bộ Luật Hình sự. Ngày 4 tháng 1, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã mở rộng điều tra vụ án, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại Bộ Công thương và các tỉnh, thành phố. Trước đó, hồi tháng 11 năm 2023, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố 6 bị can để điều tra tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trong đó, hai cán bộ của Cục Điều tiết Điện lực bị bắt gồm Trần Quốc Hùng, phó trưởng phòng cấp phép và quan hệ công chúng Cục Điều tiết Điện lực Bộ Công Thương, Trịnh Văn Đoàn, chuyên viên phòng cấp phép và quan hệ công chúng Cục Điều tiết Điện lực. Bốn người bị bắt là cán bộ của Tập đoàn Điện lực gồm Nguyễn Danh Sơn, giám đốc công ty mua bán điện thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Nguyễn Hữu Khải trưởng phòng kinh doanh mua điện công ty mua bán điện, Đỗ Ngọc Tuyền, chuyên viên của phòng này, Trương Hoàng Dũng, chuyên viên phòng kỹ thuật và công nghệ thông tin công ty mua bán điện. Sáng ngày 26 tháng 3, tại họp báo Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buồn lậu C03 cho biết, vụ án xảy ra tại công ty tập đoàn Phúc Sơn là vụ án lớn. Đáng chú ý, Thiếu tướng Thành cho biết bị can Đặng Trung Hoành, tránh văn phòng huyện ủy huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long đã nhận số tiền lên đến 64 tỷ đồng từ Nguyễn Văn Hậu, tên thường gọi là Hậu Pháo, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn. Cục Phó C03 thông tin, Tại cơ quan điều tra, hậu khai đưa tiền cho nhiều người trong đó có Đặng Trung Hoành, hậu chuyển cho Hoành số tiền 64 tỷ, bước đầu Hoành khai sử dụng số tiền này vào nhiều mục đích khác nhau. Thiếu tướng Thành cho biết thêm, quá trình điều tra cơ quan công an đang tập trung đấu tranh làm rõ, xử lý những người vi phạm khác, tất cả những người vi phạm đủ căn cứ sẽ bị khởi tố xử lý vừa qua, thông tin từ Bộ Công an cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 9 người khi điều tra mở rộng vụ án liên quan đến chủ tịch tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu, biệt danh Hậu Pháo. Trong đó có 4 lãnh đạo, cựu lãnh đạo hai địa phương gồm bà Hoàng Thị Thúy Lan, bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc và ông Lê Duy Thành, chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, ông Đặng Văn Minh, chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi và ông Cao Khoa, cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. Cả bốn người trên cùng bị cơ quan điều tra bắt tạm giam với cáo buộc nhận hối lộ. Cơ quan điều tra cũng đã tổ chức nhiều tổ công tác cùng lúc khám xét nơi làm việc, nơi ở của Bí Thư, Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc và Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi. Trong 5 người còn lại bị bắt tạm giam, có 4 người bị điều tra về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Riêng ông Đặng Trung Hoành, tránh văn phòng huyện ủy huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long, bị cơ quan điều tra khởi tố bắt tạm giam về tội, lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi. Thông tin tại họp báo Bộ Công an sáng ngày 26 tháng 3, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Ngọc Thủy, chủ tịch công ty giáo dục e-group, tức xác Thủy, Đặng Văn Hiền, trưởng ban quan hệ của đông công ty e-game về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nguyễn Ngọc Thủy, sinh năm 1982 tại Hà Nội, là chủ tịch tập đoàn e-group và hiện là tổng giám đốc công ty cổ phần Anh ngữ APAT. Ông được nhiều người biết đến là doanh nhân từng bỏ ngang đại học và xây dựng được tập đoàn nghìn tỷ từ hai bàn tay trắng. Sát Thủy là một trong những khách mời quyền lực trong chương trình Thương vụ Bạc Tỷ, Sát Tành Việt Nam với vai trò là nhà đầu tư chính. Sát Thủy được biết đến là nhà sáng lập kiêm chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc tập đoàn E-Group, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần Anh ngữ iPad. Đến năm 2023, Sát Thủy bất ngờ bị nhiều người tố cáo lừa đảo chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng thông qua các loại hợp đồng dưới hình thức tiền gửi. Bên cạnh đó, nhiều phụ huynh cho con theo học tại hệ thống các trung tâm Anh ngữ APAC Leader của ông Thủy cũng phản ánh được yêu cầu đóng tiền học trước. Tuy nhiên, sau một thời gian, các trung tâm đột ngột đóng cửa hoặc chuyển sang giảng dạy online. Nhiều phụ huynh tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đắk Lắk, Đà Nẵng khiếu nại chuỗi trung tâm dạy tiếng Anh cho trẻ em APAC Leader thuộc hệ sinh thái e -group của ông Nguyễn Ngọc Thủy vì chất lượng giảng dạy không như cam kết, bỏ rơi khách hàng và yêu cầu hoàn trả học phí. Liên quan vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nhân Trạch tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Giang Hương bị lừa đảo, mới đây ông Lê Thành Mỹ, Bí thư huyện ủy Nhân Trạch cho biết, sau khi báo chí thông tin bà Nguyễn Thị Giang Hương bị lừa đảo hơn 100 tỷ đồng, huyện ủy đã báo cáo sơ bộ cho tỉnh ủy Đồng Nai. Theo ông Lê Thành Mỹ, đầu tuần tới huyện ủy sẽ yêu cầu bà Hương báo cáo diễn tiến toàn bộ sự việc bà bị lừa đảo ra sao. Một lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Đồng Nai cho hay, báo chí thông tin số tiền của chủ tịch huyện bị lừa quá lớn nên Ủy ban Kiểm tra sẽ lưu ý về việc kê khai tài sản của chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nhân Trạch. Như đã thông tin, bà Nguyễn Thị Giang Hương đã bị nhóm lừa đảo dùng nhiều thủ đoạn, trong đó có công nghệ cao để lấy tiền của bà Hương từ nhiều tài khoản với số tiền hơn 100 tỷ đồng. Các nguồn tin cho hay, số tiền bà Hương bị lừa có thể chưa dừng ở con số hơn 100 tỷ đồng. Hiện công an vẫn đang điều tra các dòng tiền trong tài khoản cũng như việc kiểm soát nguồn tiền ở các ngân hàng mà bà Hương đứng tên. Nói về những trường hợp bị lừa như trên, một lãnh đạo cục công nghệ thông tin ngân hàng nhà nước cho hay, hình thức chiêu trò thủ đoạn của tội phạm công nghệ ngày càng tinh vi. Chúng mạo danh các cơ quan nhà nước như thuế, công an rồi đưa ra các tình huống cập nhật, đồng bộ lại tài khoản định danh điện tử mức độ 2, quyết toán thuế, thậm chí còn nói liên quan đến đường dây mua bán ma túy, lừa đảo để thao túng tâm lý người dân. Sau đó, kẻ lừa đảo dụ người dân truy cập vào đường link mà chúng gửi hoặc cài đặt các ứng dụng. Đây là những phần mềm có chứa mã độc có thể chiếm được quyền kiểm soát di động đối với điện thoại có hệ điều hành Android. Lãnh đạo cục công nghệ thông tin giải thích, khi chiếm quyền kiểm soát điện thoại nghĩa là kẻ lừa đảo đã đọc được dữ liệu cá nhân, đọc tin nhắn chứa mã OTP, kiểm soát được ứng dụng tài khoản ngân hàng trên điện thoại của người dân. Chủ điện thoại không hề nhận được tin nhắn dù đang cầm điện thoại trên tay và khi vào được tài khoản ngân hàng của người khác, kẻ gian chuyển tiền chiếm đoạt tài sản. Trao đổi về việc có thể lấy lại tiền trong trường hợp bắt được thủ phạm hay không, nhiều vị lãnh đạo ngân hàng cho rằng tiền bị lừa đảo thường khó thu hồi ngay cả khi bắt được thủ phạm, bởi khi lừa đảo, tiền được kẻ xấu chuyển đi ngay qua nhiều tài khoản hoặc được rửa qua một hệ thống phức tạp bằng cách chuyển đổi thành thẻ cào, tiền kỹ thuật số hoặc nạp vào các tài khoản cá độ chơi game bất hợp pháp do đó khách hàng rất khó có thể yêu cầu ngân hàng đền bù thiệt hại cho các giao dịch được xác thực bởi đầy đủ thông tin đăng nhập và mã otp xác thực và trên cùng thiết bị mà khách hàng đang sử dụng cho các giao dịch bình thường khác chính vì vậy hệ thống ngân hàng xác nhận đây là các giao dịch hợp lệ và đã thực hiện như các giao dịch khác do chủ tài khoản thực hiện đúng theo quy định cung cấp và sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử giữa khách hàng và ngân hàng và lúc này ngân hàng chỉ có thể phối hợp với cơ quan phòng chống tội phạm công nghệ cao cơ quan công an và điều tra để hỗ trợ khách hàng trong việc cung cấp thông tin nhanh nhất và đầy đủ để cơ quan chức năng với đủ thẩm quyền và nguồn lực chuyên ngành nhằm thực hiện các công tác điều tra và xử lý